Miếng miếng cho mẹ miếng. Của con mà. Kèm của tao. Tiên sư cha, đứa nào vừa ném bóng vào mặt của con cám này? Mang quả bóng qua đây cho anh. Mang đi. Mang qua đây không thì bóc. Tao còn chưa kịp ăn miếng nào. Thơm. Dạ vâng. Bóng của anh chị đây ạ. Nhanh lên. Cầm đi cho em vui. Được rồi, cảm ơn nhé. Thôi đi về đi. Lúc nào xin miếng ăn thì lại bị phá. Cám. Nope. Cám. Chúng mày bắt nạt con tao. Thả con gái tao ra ngay. Đừng mà. Búp bê. Chủ nhân. Hỏng hết cả bánh kẹo rồi. Công việc nhặt bóng vậy là đi theo hướng khác rồi. Đứa nào dám động vào con gái bà là bà khử hết. Cám, đi về với mẹ. Về. Búp bê, nàng mở mắt ra nhìn ta đi mà. Búp bê. Hai người dám. Có mẹ đây bảo vệ con rồi, không phải sợ. Mẹ à, hồi nãy nó chỉ cảm ơn con thôi mà mẹ choảng thẳng vào đầu nó. Thôi xong rồi. Bắt hết chúng nó lại cho tao. Dạ. Nàng cứ mạnh dạn lên bước đi. Nhưng mà thiếp sợ. Nhanh nào, không phải sợ, có ta bên cạnh nàng mà. Chàng bỏ tay ra để thiếp trượt một mình. Sao chàng bỏ tay thiếp nhanh thế? Nàng, nàng có sao không? Vậy, vậy nào. Đau quá. Đứng lên. Ta xin lỗi mà. Thôi, để ta dắt nàng đi cho an toàn nhé. Nào, từ từ thôi. Nhìn kia cha. Đỡ này. Ai hù. Nãy đứa nào đánh vào đầu nàng, giờ nàng đánh lại nó cho ta. Dạ. Mạnh dạn lên đi. Đây, chủ nhân. Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Tiếp nào. Cám ơi giúp mẹ con. Mẹ. Cám. Ây ưu. Ây à, sao né rồi mà vẫn bị thế này? Hả? Sao mẹ con Cám lại bị búp bê hành hạ thế kia? Thiếp không biết, chắc là đắc tội gì rồi. Cầm mồm vào và chạy đi hai đứa kia. Chạy ngay đi trước khi mọi điều tồi tệ đến. Chạy thôi. Bọn kia, đứng lại. Anh lính ơi, anh lính. Gì? Em bảo. Cái gì? Nói ra cho em chút, em buồn quá. Nó sắp ra đến nơi rồi. Đi nhanh lên nha. Ừ, em biết rồi. Mẹ trái con phải nha. Xong rồi, đi đi. Dạ vâng, em cảm ơn. Võ gia truyền nhà Mộng thì cám chưa? Chết mày. Dám đánh bóng vào mặt mẹ tao á. Chỉ có tao được đánh thôi nha. Mày chỉ mang chuyện nhà ra kể là tại. Đứng lại. Hả? Chạy đi. Trả bóng lại cho tao. Cẩn chúng mày cũng khỏe đấy. Chạy nữa đi. Đi vào. Nhanh chân lên. Ý. Mình lại dở chiêu thôi mẹ. Hiểu nhau đấy. Đi. Thả bọn ta ra. Thiếp đau tay quá. Chàng ở đây canh bọn chúng. Để thiếp đi ra lôi mẹ con nhà kia về. Cứ an tâm, có ta ở đây rồi. Hai chúng mày động vào nhầm người rồi đấy. Bây giờ muốn tao xử đứa nào trước? Hả? Ngươi làm gì ta cũng được, chứ đừng làm hại Tâm. Không, ta tình nguyện chịu đòn. Ngươi đừng làm tổn thương anh Hoàng. Đẹp
tao xử mẹ con chúng mày như thế nào. Hả? Đâu hết rồi, lính đỏ. Có cách này mới hạ được mày thôi. Đẹp quá đi à. Nghe đồn chúng mày tình cảm lắm đúng không? Lính đó, chăm sóc nó cho tao. Không, không, Tấm, Tấm, đừng mà. Tấm đây à? Chấp cơ, ngươi làm gì vậy? Ngươi dám phản bội ta sao? Lính đỏ! Dạ, thưa chủ nhân, bắt nó lại cho ta. Yes, sir. Không, nàng hiểu nhầm ta rồi, không phải như vậy đâu. Búp bê! Oan, oan cho ta quá. Lăng nhăng ngoại tình à. Còn hai tên này, chúng mày ở nhà, không được tích sự gì cả. Xin lỗi chủ nhân, xin lỗi. Búp bê! Gật gù cái gì? Tự trói mình lại. Nhanh lên. Một mục tiêu trúng ba con nhạn. Đừng đừng, hiểu nhầm rồi. Nàng nghe ta nói đã. Giờ chàng muốn ta bắn khúc trên, khúc giữa, hay là cái khúc loằng ngoằng kia? Ấy, ấy, đừng bắn nàng ơi. Nghe ta nói đã. Hiểu lầm. Không bắn à? Thì ta đánh. Làm hỏng kèm của tao. Mày này, mày hả? Dám cắm sừng búp bê ta. Được lăng nhăng. Ở đây mà sám hối đi. Cứ đợi đấy. Này gì này gì này. Sao nàng không chịu tin ta cơ chứ? Vì ta là mẹ ghẻ chứ không phải búp bê. Nhanh lên, không bị tóm bây giờ. Ấy con gái. Mẹ yêu cháu. Cảm ơn. Nặng, nặng quá. Mẹ con mình thật là tuyệt vời và đẳng cấp. Thôi, mình về đâu nè. Dạ,